Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington. Và thưa quý vị, một ngày mới, một ngày thật là vui, bình an, hạnh phúc sẽ đến với tất cả quý vị thính giả trong một cuối tuần của ngày lễ độc lập. Và ngày hôm nay, ngày thứ 6, ngày 5 tháng 7, 2019. Và quý vị đang, nếu mà quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia, quý vị nghe làn sóng của Đài Phát thanh NPR trên băng tần FM 100.3 HD2. Và quý vị cũng có thể nghe trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam Live. Và trước khi mà mời quý vị bước vào những sự kiện, những bản tin mới nhất trong ngày thứ 6 hôm nay, trong một cuối tuần của ngày lễ độc lập mà quý vị có tới 4 ngày nghỉ, thì thưa quý vị, Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào bản tin thời tiết. Một buổi sáng nhiều mây, âm u và nhiệt độ đã lên tới 78 độ với gió nam thổi rất là nhẹ. Những cái ánh nắng trong ngày thứ 6 hôm nay rất là nhẹ nhàng, thưa quý vị, sẽ nhiều mây và bắt đầu vào buổi trưa vào lúc khoảng từ 11 giờ cho tới chiều tối thì rất là nhiều mây, âm u và sẽ có mưa, sấm sét. Nhiệt độ hiện tại, Lê Ngọc vừa mới thưa với quý vị, 78 độ, nhưng mà sẽ tiếp tục là một ngày nóng trong ngày hôm nay, vì nhiệt độ cao nhất sẽ lên tới gần 90 độ. Buổi tối, dù với là cơn mưa này, thì nhiệt độ xuống thấp cũng chỉ có 73 độ mà thôi. Và cái độ oi bức khá cao, thưa quý vị, 76%. Và dự đoán thời tiết cho hai ngày cuối tuần còn lại, Lê Ngọc thấy vẫn là những ngày âm u, nhiều mây và vẫn tiếp tục sẽ có mưa, sấm sét vào buổi chiều tối của ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai, ngày thứ Bảy, 90 độ, buổi tối vẫn 73 độ. Bước qua ngày Chủ nhật thì nhiệt độ vẫn nóng nhưng mà thấp hơn, thưa quý vị. 87 độ là cao nhất cho ngày Chủ nhật và buổi tối 70 độ. Lê Ngọc đang nhìn xem dự đoán cho những ngày đầu tuần tới thì sẽ trở lại những ngày nắng trong sáng, khô ráo nhưng mà vẫn nóng, thưa quý vị. Nhiệt độ đều trên 85 độ cho những ngày đầu của cuối tuần. Và sau phần tin thời tiết, Lê Ngọc xin mời quý vị bước qua phần tin giao thông của ngày lễ cuối tuần. Thưa quý vị, sau ngày lễ độc lập mà quý vị đã có những cái sinh hoạt rất là vui, Ngọc xin gửi đến cho quý vị trong cái cuối tuần ngày lễ độc lập thứ 243 của nước Mỹ. Và Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào sự kiện mới nhất trong ngày hôm nay. Vâng, và như Lê Ngọc đã thưa với quý vị, Lê Ngọc sẽ tường trình đến với quý vị tất cả những gì đã diễn ra trong ngày lễ độc lập mừng thứ 243 của nước Mỹ trong ngày 4 tháng 7, thưa quý vị. Dưới một cái cơn mưa rất là lớn tầm tã và đứng sau một tấm kính chống đạn rất là lớn, thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump, ông đã có một bài phát biểu ca ngợi sức mạnh của nước Mỹ trong lúc mà những chiến đấu cơ, những chiếc máy bay bay trên bầu trời của thủ đô Washington để mừng ngày lễ độc lập July 4th. Thì ngày lễ ngày hôm qua, quý vị cũng đã nghe, cũng đã có rất nhiều những sự khác biệt, ủng hộ cũng có và cũng tạo ra sự chỉ trích tranh cãi cũng có. Người dân Mỹ đã trải qua một ngày kỷ niệm độc lập, phải nói là hoàn toàn khác lạ, không như trước đây. Quý vị, chúng ta cũng không lấy làm ngạc nhiên vì cái cá tính của Tổng thống Donald Trump cũng hoàn toàn có một cái tính cách rất là phá cách, hoàn toàn khác biệt với những vị cựu Tổng thống trước đây. Trong ngày hôm qua, thưa quý vị, trong suốt bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump, ông, người ta đang có những cái nhận định là ông đã giữ đúng cái mức không vượt quá để bị chỉ trích, giống như những ngày trước đây cho rằng là Tổng thống Donald Trump, ông có thể dùng cái bài phát biểu trong ngày lễ độc lập liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông, nhưng hoàn toàn không có. Lê Ngọc xin mời quý vị theo dõi bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm qua dưới cơn mưa. We are pleased to have with us Vice President Mike Pence and his wonderful wife, Karen.
Quý vị vừa nghe Tổng thống Donald Trump giới thiệu đến Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân cũng có mặt. Nghe. Acting Secretary of Defense Mark Esper and many other members of my cabinet and also the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Joe Dunford. Thank you. Thank you. Thank you. Tổng thống Donald Trump cũng giới thiệu đến ông Mark Esper và những nhân vật trong nội các của ông. And distinguished leaders representing each branch of the United States Armed Forces, the Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Marines, and very soon, the Space Force. Our quest for greatness unleashed a culture of discovery. Thưa quý vị, với một giọng văn rất là hùng hồn thì thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump, ông cũng đã tuyên bố là đất nước Hoa Kỳ của chúng ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và chúng ta đang ở đây để mà tôn vinh những người anh hùng đã bảo vệ quốc gia, các binh sĩ trong lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ, lục quân, hải quân, không quân, tuần duyên, thủy quân lục chiến, và không lâu nữa, đó là Space Force, quân chủng của vũ trụ. Và Tổng thống Donald Trump cũng đã dẫn lại lời trong bài diễn văn Gettysburg rất là nổi tiếng của Tổng thống Lincoln, cho rằng nước Mỹ có chính phủ của dân, do dân và vì dân. Và ông cũng đã nhắc đến một loạt những nhà phát minh vĩ đại của nước Mỹ như Alexander Bell, Clara Barton và rất nhiều danh nhân khác. Và thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump còn nhấn mạnh là với người Mỹ thì không có gì là không có thể. Mặc dù là buổi lễ đã diễn ra trong một thời tiết rất là xấu, mây mù và mưa, rất là nhiều mây. Tuy nhiên thì trong vừa xong cái bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump thì đã có những màn trình diễn của những chiếc máy bay quân sự của Mỹ. Tổng thống đã dành những lời ca ngợi cho những quân chủng của Mỹ trước khi từng phi đội trình diễn bay qua khu vực của đài tưởng niệm Lincoln. Không quân Mỹ đã góp mặt với cả một đội máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit và tiêm kích tàng hình F-22. Hải quân triển khai hai tiêm kích đa năng, đó là FA và 18EF Super Hornet và hai siêu tiêm kích F-35C cùng với cả một phi đội biểu diễn Blue Angel. Lục quân Mỹ tham gia với 4 trực thăng tấn công AH-64 Apache. Còn lực lượng tuần duyên của Mỹ thì huy động trực thăng H-60, H-65 và cả máy bay vận tải HC-144. Trong khi đó thì phi đội Air Force One, tức là chuyên cơ Marine One và hai trực thăng MV-22 Osprey cũng bay qua thủ đô Washington. Thưa quý vị, trong lúc mà Tổng thống Donald Trump ông phát biểu thì thưa quý vị, rất nhiều những hình ảnh cũng gửi đến cho từ những giới truyền thông để cho chúng ta thấy là cũng rất nhiều người dân Mỹ họ cũng giơ điện thoại lên, họ chụp hình, họ vui vẻ để mà vừa nghe bài diễn văn của Tổng thống vừa chúc mừng ngày độc lập, ngày July 4 của nước Mỹ. Và tiếp tục trong những sự kiện này, thưa quý vị, Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị bên cạnh đó những tin tức xảy ra trong ngày hôm qua, ngày độc lập, một cái tin buồn mà truyền thông đã gửi đến, thưa quý vị. Một nhà tỷ phú về ngành than và ngay cả người con gái của ông đã tử nạn trong vụ rơi trực thăng ở ngay vùng Bahamas. Và đây đó chính là tỷ phú Chris Klein ở tiểu bang West Virginia cùng với 6 người khác đã tử vong trong vụ rơi trực thăng chở 7 người trong ngày lễ độc lập. Và chiếc trực thăng này đã bị rơi ở ngay quần đảo Abaco thuộc Bahamas trong lúc bay từ Hoa Kỳ đến từ Bahamas đến trở về lại tiểu bang Florida. Thống đốc của phía miền Tây Virginia, đó là ông Jim Justice, đã xác nhận là nhà tỷ phú Klein năm nay ông 61 tuổi và ông là nhà sáng lập ra Foresight Energy của St. Louis, một trong những công ty than lớn nhất ở tại nước Mỹ, đã bị chết trong ngày hôm qua, ngày 4 tháng 7. Và thưa quý vị, ông Chris Klein này có một tài sản được ước tính là khoảng
trên 1,8 tỷ Mỹ Kim. Đó là tin từ tạp chí Forbes cho biết. Và ông Clyde cũng là một nhà từ thiện, từng quyên góp rất nhiều tiền cho các tổ chức từ thiện. Nhắc đến vào năm 2011, thì ông Clyde đã quyên góp 5 triệu Mỹ Kim cho Đại học của West Virginia. Và cảnh sát ở Bahamas cũng đã xác nhận 7 người trong chiếc trực thăng này, trong đó có 3 người nam và 4 người nữ đã bị thiệt mạng. Và ngay cả con gái của nhà tỷ phú Clyde, Kemi Conover, cũng đã bị tử thương. Đó là một cái tin buồn trong ngày lễ độc lập. Và bên cạnh đó thì thưa quý vị, ngoài cái chết của ông nhà tỷ phú Chris Clyde, thì tất cả những sự kiện mà xảy ra trong ngày lễ độc lập, những sinh hoạt, những sự ủng hộ và những sự chỉ trích như thế nào, Lê Ngọc cũng sẽ tiếp tục gửi đến với quý vị qua sự phân tích và nhận định của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Trước khi mà Lê Ngọc mời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên qua Skype để có thể đến trên làn sóng của NVR gửi đến cho quý vị những bản tin mới nhất trong ngày hôm nay, Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào những quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của NVR. Tâm Eden Center như một tiểu Sài Gòn, nơi thanh lịch để mua sắm, nơi để thưởng thức những món ăn ngon, đặc sắc, nổi tiếng của nền ẩm thực Việt Nam. Eden Center tọa lạc gần Seven Corners, Falls Church, Virginia, được thành lập từ năm 1984 và Hội đồng Phát triển Kinh tế của thành phố Falls Church coi đây là một địa điểm du lịch số 1. Trong khu vực, quy tụ hơn 100 cửa hàng với những cơ sở kinh doanh của người Việt Nam, gồm nhiều nhà hàng, tiệm vàng, gift store, tiệm cắt tóc, phục vụ cho quý vị đồng hương Việt Nam. Đến Falls Church, Virginia, quý vị đồng hương đừng quên đến trung tâm Eden Center. Chúng tôi là Nam Lộc và Kiều Trinh, xin hân hạnh giới thiệu chiếc ghế Dreamwave Elite là ghế massage vật lý trị liệu robot thông minh thế hệ mới nhất đoạt giải thưởng xuất sắc tại cuộc triển lãm công nghệ toàn cầu vào đầu năm nay. Dreamwave Elite ứng dụng kỹ thuật lăn đá nóng 4 chiều, tổng hợp các chiêu thức massage độc đáo của Shiatsu Master Okabayashi lừng danh Nhật Bản. Massage tỉ mỉ, chính xác đến từng huyệt đạo, được sưởi ấm toàn thân trong tư thế không trọng lượng. Và nhất là massage lòng bàn chân, xoa nắn bắp chân, đấm bóp thắt lưng và kéo giãn vùng cổ rất là tuyệt vời. Ghế massage Dreamwave Elite được design bởi nhà tạo mẫu xe Ferrari nổi tiếng thế giới Ken Okuyama, có kiểu dáng rất là sang đẹp với hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, rất thuận tiện cho quý vị cao niên đi đứng khó khăn hoặc những ai đang đau lưng nhức mỏi. Ghế massage Dreamwave Elite được sản xuất tại Nhật Bản và được độc quyền giới thiệu tại Teletron trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Washington DC trong khu Eden 703-237-8999. Khi quý vị đăng ký vào Live Casino và khách sạn, sẽ có rất nhiều điều lý thú. Ghé qua phòng spa thư giãn, hưởng thụ một bữa ăn tối thịnh soạn, rồi vui chơi thích thú với những máy kéo slot và những môn đánh bài. Hãy đến với Live Casino để có được niềm vui chỉ cách Washington DC 30 phút. Và khi vừa ra khỏi Baltimore Washington Parkway, quý vị phải trên 21 tuổi, vui lòng chơi có trách nhiệm. Để được trợ giúp, xin gọi số điện thoại 1-800-GAMBLER. Professional Auto Body, nơi sửa xe được dựng lên và nuôi dưỡng bởi thân chủ và khách hàng, có trên 30 năm phục vụ đồng hương trong vùng Hoa Thịnh Đổ. Hãy đến với Professional Auto Body để có sự định giá trước cho bảo hiểm xe của quý khách chính xác, nhanh chóng, miễn phí. Professional Auto Body chuyên môn làm đồng sơn sửa toàn bộ các xe bị đụng, kéo sườn xe, dầm vá đúng màu. Xe 1 trang bị body shop lớn nhất nhì vùng Virginia DC và Maryland so với Hoa Kỳ. Dàn kéo sườn xe vĩ đại, phòng sơn, phòng hấp đúng tiêu chuẩn quốc tế và có nhiều thợ body khéo tay và hàng chục năm kinh nghiệm. Professional do ông Minh phụ trách,
Điện thoại 703-751-4224, 703-751-4224. Dạ tiệc, dạ vũ và chương trình ca nhạc Sắc Hoa Màu Nhớ để tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được tổ chức bởi Nguyễn Bích Duyên Đây với sự góp mặt của các ca sĩ Hoàng Vũ, Như Hương cùng với bạn hữu và ban Vũ Đông Phương, MC Đào Hiếu Thảo, Hoàng Vũ. Chương trình được tổ chức vào ngày Chủ nhật 28 tháng 7 năm 2019 từ 6 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fort Church, Virginia, 22042. Giá vé 35 Mỹ Kim, VIP 45 Mỹ Kim. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc gọi cho chị Bích Duyên ở số điện thoại 703-599-6043. Phòng của đài NVR Nationwide Việt Radio hợp tác với văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Duyên từ California đảm trách mọi dịch vụ di trú bao gồm bảo lãnh đoàn tụ, vợ chồng, hôn thê, hôn phu, con cái, cha mẹ, anh chị em nhận khiếu nại những hồ sơ đã bị trục xuất, nhận đại diện biện hộ những hồ sơ trục xuất trước tòa di trú, hoạch định di sản, estate planning, living trust, AB Trust, Power of Attorney, giấy ủy quyền, Will, Healthcare Directive, tham khảo miễn phí trực tiếp với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Ngoài ra, văn phòng của đài NVR còn chuyên về đầu tư tài chính, quỹ hưu IRA annuity, bảo hiểm nhân thọ ngắn và dài hạn, bảo hiểm sức khỏe Obamacare, Medicare, bảo hiểm xe và nhà cho cá nhân cũng như những cơ sở thương mại nhỏ và lớn. Để lấy hẹn, xin quý vị hãy gọi ngay cho Lệ Ngọc ở số điện thoại 703-473-9326 hoặc 703-992-6100. Lệ Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin của đài NVR phát đi từ thủ đô Washington với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Lệ Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên xin kính chào quý thính giả và chào Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, thưa với luật sư Duyên và quý vị trở lại với những gì đã xảy ra trong ngày lễ độc lập hôm qua ở ngay tại thủ đô Washington để mừng ngày lễ July 4 lần thứ 243, thưa với lại luật sư Duyên. Thì tất cả những sự việc xảy ra mà chúng ta đã được đón chào trong ngày hôm qua, thì thưa quý vị, bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump. Một lần nữa thì Tổng thống đã lên tiếng ca ngợi quân đội Mỹ và những anh hùng dân tộc Mỹ trong suốt hai thế kỷ rưỡi vừa mới qua đây. Và một cái điều rất là lạ, mặc dù là đã có những lời chỉ trích, những lời đồn đoán nói trước cái bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump, nhưng ông đã không hề nói đến những vấn đề chính trị hiện tại trong bài diễn văn rất là hùng hồn về ngày lễ độc lập July 4 ở ngay tại thủ đô Washington. Thì Tổng thống Donald Trump trong bài diễn văn, ông có rất nhiều lời hoan nghênh đến tinh thần yêu nước và ngay cả ông cũng kêu gọi đoàn kết. Và nhất là ông nói đến cái sự vượt trội của nước Mỹ, thật là một quốc gia vĩ đại. Và đối với người Mỹ thì không có điều gì là không thể nào làm được, đó là lời khẳng định của Tổng thống Donald Trump. Và trong buổi lễ thì quý vị đã thấy có rất nhiều những phi cơ quân sự, trong đó có cả anh tạc cơ tàng hình B-2 rất là hiếm thấy xuất hiện bay trên bầu trời. Và Tổng thống Donald Trump ông cũng nhắc lại rất nhiều biến cố quan trọng trong lịch sử của nước Mỹ, từ những sự phát minh thay đổi cho thế giới cho tới các chiến thắng oanh liệt nơi chiến trường.
khiến cho cả hàng chục ngàn người ở ngay tại Lincoln National Mall đã hò reo rất là vui vẻ với những tiếng hô đồng loạt, đó là USA, USA, ở ngay tại khu National Mall, mặc dù là trời đang mưa. Và đứng ngay trước bức tượng rất là lớn của Tổng thống Abraham Lincoln, đây là một vị Tổng thống anh hùng của thế kỷ thứ 19 của nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump, ông đã ca ngợi những quân binh chủng của Mỹ, cũng như những nhân viên công lực, và đặc biệt là nhân viên biên phòng, cảnh sát di trú, với những giới chức mà hiện nay đang được dư luận nhắc tới rất nhiều trong những ngày gần đây về những cái cách đối xử với những người di dân bất hợp pháp. Và trong cái cơn mưa của chiều tối ngày hôm qua, thì Tổng thống Donald Trump với bài diễn văn của ông đã liên tiếp nhắc tới sự vĩ đại của nước Mỹ và gọi quốc gia Hoa Kỳ là một đất nước vượt trội nhất trong lịch sử của thế giới. Và ông nói rằng hôm nay chúng ta đã cùng nhau chào mừng lịch sử của đất nước chúng ta, của người dân của mình và những anh hùng đã hãnh diện bảo vệ lá cờ của chúng ta, những người lính can đảm cả nam lẫn nữ trong quân đội của Mỹ. Thì thưa với luật sư Duyên có một cái nhận định, một cái cảm xúc như thế nào trong ngày lễ July 4th, ngày lễ độc lập, và đặc biệt là bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump? Ông đã không dùng cái cơ hội này để mà nói về cái chiến dịch tranh cử, tái tranh cử của ông cho năm 2020, thưa luật sư. Như là bài diễn văn là do, chắc chắn là do những cái người mà chuyên viết diễn văn cho tổng thống rồi. Thành ra cái ưu điểm mà Lê Ngọc nói thì mình ghi nhận đúng là không có dùng cái chính, không có nặng quá về chính trị, có nghĩa là không có chính trị đảng phái đó. Tức là không có chỉ trích Dân Chủ Cộng Hòa, rồi cũng không có giống như mấy lần trước là khi Tổng thống mà đi ra trật đường rầy ra khỏi những cái nội dung của một bài diễn văn, thì Tổng thống hay nhắc đi nhắc lại về cái chuyện mà mình đắc cử hồi năm 2016 đó mà. Thì cái đó thì tránh khỏi. Một vài cái quan sát nhỏ nhỏ, chẳng hạn như là nói là hồi Tổng thống đăng quang thì cũng mưa tầm tã, mặc dù là tháng Giêng là cái tháng mà kể là ở DC là một cái tháng kể như là khô nhất đó, ít mưa nhất, mà vẫn mưa tầm tã. Rồi bây giờ tháng 7 cũng mưa tầm tã, thành ra hai cái lễ lớn trong cái nhiệm kỳ của tổng thống đều là mưa tầm tã hết. Thì cái đó cũng tùy góc nhìn, cái người mà không thích thì nói rằng là ô đó tầm tã như vậy là chỉ dấu hiệu điềm tốt, còn xin lỗi điềm xấu. Còn cái người mà nói rằng là ô là khi mà cũng giống như mình khai trương mà trời có mưa thì mới khấm khá được, thì cũng tùy cái góc nhìn, cái đó cũng không quan trọng. Tổng thống thì muốn tất cả các cái người lãnh đạo quân sự và quốc phòng đều có mặt, thì ngày hôm qua hầu hết đều không có mặt, có lẽ là tại vì cái lời mời sát cái lễ quá, thành ra người ta không có dự. Nói chung thì bài diễn văn cũng không có cái gì đáng nói, nhưng mà cũng không thể hiểu tại làm sao mà cũng có vài một cái lỗi nhỏ nhỏ, mà cái lỗi này nó rất là thô thiển. Nếu mà cái người nào mà viết diễn văn cho tổng thống đó thì có lẽ là cái người này phải bị khiển trách mới đúng. Cái điểm quan trọng nhất là cái điểm về lịch sử, chẳng hạn như ca ngợi cái cuộc chiến tranh mà giành độc lập, tức là Mỹ mình đánh với Anh đó mà. Thì cái chuyện đó nó xảy ra năm 1775 này, vậy mà tổng thống nói rằng là cái quân đội của chúng ta làm chủ tình hình trên không, nghĩa là take over tất cả những cái airports, những cái phi cảng đó, những cái phi trường đó. Thì chúng ta nên nhớ là năm 1775 nhân loại chưa có máy bay, thành ra nói là kiểm soát không phận, rồi gọi là kiểm soát tất cả những cái phi cảng, những cái phi trường đó. Thì cái chuyện đó là chuyện nó rất là khôi hài. Cái thứ hai nữa là chẳng hạn như cái chiếc máy bay của tổng thống là cái chiếc Air Force One đó, thì nó là Aircraft One. Aircraft là một chiếc máy bay, trong khi Air Force One nó là cái tên riêng của cái chiếc máy bay dành cho tổng thống mà. Rồi tổng thống lại nó hơi mỉa mai, ngược đời cái là tổng thống kêu gọi giới trẻ đó là nên gia nhập quân đội,
và phải là một cái statement, là tạo một cái tiếng nói trong cái cuộc đời của mình mà. Và you should do it, trong khi chúng ta biết rằng là chính tổng thống làm đủ mọi cách để mà he did not do it, hay he không có làm. Thì thành ra mình dạy người ta một cái điều mà chính mình làm ngược lại thì nó hơi lấn cấn cái đó. Nhưng mà hồi nãy Lê Ngọc nói cái câu này làm cho anh Dương nhớ lại một cái bài diễn văn khác. Thành ra cái bài diễn văn của tổng thống thì nó có tính cách lấy lệ, ai cũng nói được thôi. Nhưng mà cái câu mà hồi nãy là Lê Ngọc nói rằng là đất nước của chúng ta đó, khi mà tổng thống nói là đất nước của chúng ta thì làm cho anh nhớ lại cái bài của tổng thống Reagan. Mình cũng mới nghe mấy ngày trước đây, khi mà người ta chiếu lại những thước phim của tổng thống Reagan đó, thì khi mà nói về đất nước chúng ta, tùy cái góc nhìn của mỗi người, tổng thống, mình biết tổng thống Trump và những người mà cuồng Trump da trắng bây giờ đó, thì họ nói gì? Họ muốn là reclaim cái nước này lại, nước này là đất nước của người da trắng, và cái đất nước này được lập ra đó để mà những cái người da trắng được ưu tiên, được có quyền đi bầu, được hưởng tất cả những cái quyền lợi, và những cái sắc da màu nếu mà có được ở trên nước Mỹ này đó cũng chỉ để phục vụ người da trắng thôi. Thì cái đó là cái mà người ta nói là make a, không phải người ta, cái đó là tổng thống và những người cuồng tổng thống nói là make America great again, vì cái tinh thần đó là tại vì họ muốn reclaim America, họ muốn nói rằng là nước Mỹ là của người da trắng. Trong khi đó ông Reagan, tổng thống Reagan đó, tôi nhớ trong cái một cái chương trình nó lâu rồi, khi mà tôi nói về tổng thống Reagan, lúc đó là tôi năm 1985 tôi mới đi qua Mỹ mà, thì coi lại những cái thước phim mà họ chiếu lúc mà tổng thống Reagan nói chuyện ở đại học Lomonosov ở bên Nga đó, thì tôi cũng đã chia sẻ là lần đầu tiên mình nghe một ông tổng thống Mỹ mà nói trước sinh viên Nga, lúc đó bức tường Berlin chưa có đổ mà nói hay như thế. Thì bây giờ cái thước phim nó chiếu lại đó là tổng thống trong những cái ngày mà cuối cùng tổng thống rời tòa Bạch Ốc, tổng thống Reagan rời tòa Bạch Ốc để mà giả từ hết nhiệm kỳ mà, thì khi mình thấy là ông rất là xúc động, ông đứng trước chung quanh thì dĩ nhiên là những người ủng hộ mình, thân hữu, gia đình, và ông nói chuyện một cách bình thản giống như là mình tâm tình vậy. Thì ông nói rằng là cái nước Mỹ này nè, nó đại diện cho những cái điều gì nó rất là đặc biệt ở trong cái tinh thần của loài người đó. Ông nói là từ ông nhận được một cái lá thư của một người mà người đó nói rằng là mình có thể mình đi qua Nhật, mình sống cả đời nhưng mà người ta không có coi mình là người Nhật. Mình đi có thể đi qua Pháp, mình sống cả đời đi nữa, mình cũng không phải là cái người Frenchman. Người Tây họ cũng không có kể mình là người Tây nữa. Rồi mình có thể đi qua Germany hay là Turkey, đi qua Đức hay là qua Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ không bao giờ trở thành một người Đức hay là một người Turk cả. Nhưng mà nếu mà mọi người từ khắp cái góc nào ở trên cái trái đất này vậy đó, hễ mà tới Mỹ sống một thời gian, mình trở thành American. Đó là cái đặc biệt của nước Mỹ, tức là tổng thống ca ngợi cái di dân. Và ông cũng tiếp tục, tổng thống Reagan nói rằng là, và cái này tôi tin rằng một trong những cái quan trọng nhất của cái sự vĩ đại của nước Mỹ đó chính là người, là những cái đợt di dân, là những con người di dân. Chúng ta dẫn đầu thế giới bởi vì chúng ta độc nhất trong tất cả mọi quốc gia. Chúng ta lôi cuốn mọi người tới, sức mạnh của chúng ta lôi mọi người tới với cái sức mạnh của họ nữa, từ mọi quốc gia, từ mọi cái góc trên thế giới. Và xin cảm ơn những luồng sống của những xin cảm ơn những làn sóng của những người di dân mới mà đến cái đất nước này, và cái đất nước của cơ hội, mà cái đất nước mà họ đến nó làm cho đất nước của chúng ta đó cứ trẻ hoài
và mãi mãi bùng lên với những cái energy, với những cái năng lực và những cái ý tưởng mới đó. Và luôn luôn chúng ta là dẫn đầu, chúng ta là ở cutting edge và luôn luôn dẫn cái thế giới này to the next frontier, tới cái biên giới mới. Đó là cái cách mà Tổng thống Reagan là một người da trắng. Và khi ông Tổng thống nói như vậy, không phải là Tổng thống ca tụng, không, cái này không có left hay right, không có dân chủ hay cộng hòa vậy đó. Đây là một vị Tổng thống cộng hòa. Mà đối với tôi, cộng hòa dân chủ không quan trọng. Cái quan trọng là cái tư tưởng đó, là ông ghi nhận được một cái chuyện là cái nước Mỹ này nè, những cái làn sóng di dân trước hay sau cứ liên tục. Nó cứ giống như là trên sông Trường Giang mà cái đợt sóng sau nó cao hơn đợt sóng trước vậy đó. Trước sau cao thấp gì, tất cả những đợt sóng cũng nằm ở trên cái sông Trường Giang hết. Vậy thì nước Mỹ của chúng ta là như thế đó. Trong cái bài diễn văn của ông mà năm 1981, ông cũng có nhắc tới cái đợt sóng mà người Việt Nam đến đây để mà nhập cư ở cái nước này. Cho nên đó là cái nhìn đúng về nước Mỹ. Cũng giống như là trong cái chương trình của NPR đó, tôi và Lệ Ngọc lặp đi lặp lại rồi, là cái nước Mỹ này nè là we are the world, chúng ta là thế giới. Nhìn lại cả cái thế giới này từ góc nào mình tới đây, mình cũng làm nên một cái nước Mỹ vĩ đại, chứ không phải là nước Mỹ là của người da trắng. Chúng ta nên nhớ là cái chiếc tàu Mayflower mà tới Mỹ đó, thực sự là chúng ta tới một cách bất hợp pháp. Rồi chúng ta giết những người chủ nhân của cái đất nước này, chúng ta đày họ cái Trail of Tears, cái con đường mòn nước mắt đó, đã đẩy luôn cả nguyên một cái bộ lạc da đỏ đi tới Oklahoma đó. Thì mình thấy như vậy để mình hiểu rằng là lịch sử, những sai lầm lịch sử thì mình không có sửa được, không xóa được, nhưng mà nếu mình không có sửa được quá khứ thì mình có thể sửa được tương lai. Và sửa được tương lai, điều đó có nghĩa là mình phải nhìn cho ra cái chỗ đứng của mình. Và cái chỗ đứng của mình tưởng là 40 năm là ít không đâu. Trong một cái lịch sử 243 năm, thì 40 mấy năm của mình, bây giờ mình đã gắn liền, mình đã là một bộ phận của nước Mỹ rồi. Và cùng nhau chúng ta nhớ là we are Americans. Chúng ta đi qua Pháp, sống cả đời, không bao giờ trở thành một ông Tây hết á. Nhưng mà 40 mấy năm ở Mỹ, we are Americans, và cái đó là cái lời nhắn của Tổng thống mà tôi cũng lại yêu kính nữa, đó là ông Reagan. Lặp đi lặp lại, tôi nói, đối với tôi, dân chủ hay cộng hòa cũng có thời ở trên, từ ông Abraham Lincoln cho tới ông Eisenhower, cho tới Tổng thống Reagan chẳng hạn, hay là ngay cả ông Bush cha cũng vậy. Đó là những cái người Mỹ da trắng, cộng hòa, mà họ nói lên đúng cái tinh thần nước Mỹ. Và bây giờ chúng ta lặp lại 40 mấy năm ở nước Mỹ rồi, mình phải hiểu rõ cái vị trí của mình. We are Americans. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, ngoài những sinh hoạt mà Lê Ngọc và luật sư Duyên vừa mới tường trình đến với quý vị, và đặc biệt trong ngày hôm qua với cái chết của nhà tỷ phú Chris Klein ở tiểu bang của West Virginia mà Lê Ngọc cũng vừa mới gửi đến cho quý vị trước đây, ngay cả cùng với con gái của ông cũng bị tử thương. Thành thử trong cái chiếc máy bay trực thăng, thưa quý vị, từ hòn đảo Bahamas để bay trở về lại Florida thì tổng cộng có tới 7 người đã bị chết. Và trong ngày hôm qua nữa, thưa với luật sư Duyên, tin mà từ Orange County cũng cho biết là đã có một cái trận động đất 6,4 độ Richter xảy ra ở ngay tại Los Angeles của miền Nam California vào sáng ngày lễ độc lập ngày 4 tháng 7. Lúc ban đầu thì các nhà địa chấn họ báo cáo là trận động đất lên tới 6,6 độ Richter, nhưng sau đó thì tin chính xác cho biết là 6,4 độ. Và cái trận động đất đã xảy ra vào lúc 10 giờ 33 phút sáng ngày hôm qua ở ngay tại khu vực ở phía tây nam của Sills Valley thuộc quận San Bernardino. Và ngay cả người ta nói là cái động đất mạnh làm ngay cả cho tới từ Los Angeles cho tới cả San Diego cũng cảm nhận được, và ngay cả tới tận Las Vegas, Nevada. Và đây là một cái trận động đất mạnh nhất
tại khu vực này trong hơn 20 năm qua. Nhắc đến vào năm 1994, thì trận động đất mạnh cũng khoảng 6,6 độ ở ngay tại một khu vực rất là đông dân của Los Angeles và đã làm giết chết trên 57 người và cũng làm thiệt hại đến hàng tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà trong ngày hôm qua, cái tổn thất mà được cơ quan ngay tại vùng San Bernardino cho biết là không có một người nào bị thương. Ngoài ra chỉ có một cái số báo cáo là có những con cầu, những con đường hoặc là những nhà cửa thì bị hư hại theo nhiều cấp độ mà thôi. Riêng thì những nhà địa chấn họ cũng lên tiếng và họ cho biết là sau cái cơn động đất 6,4 độ Richter thì đã có những cái dư chấn có thể lên tới 5 độ Richter và họ còn báo cáo là có thể là cứ mỗi nửa tiếng, một tiếng thì có những cái trận dư chấn. Thành thử rất mong là tất cả quý vị thính giả của NVO hoặc là tất cả mọi người dân Mỹ ở cái vùng của phía nam Los Angeles đều được bình an. Và thưa luật sư Duyên, bên cạnh đó thì lại có một cái bản tin mà liên quan đến những sinh hoạt trong ngày lễ độc lập ngày hôm qua là có hai người biểu tình bên ngoài tòa Bạch Ốc cũng đã bị bắt vì đã đốt một cái lá cờ của Mỹ. Và vụ việc này xảy ra ngay trên đại lộ Pennsylvania vào lúc 5 giờ 30 chiều ở cái khoảng 1600 Pennsylvania. Thì cơ quan mật vụ cho biết họ cũng đã bắt hai người này vì vấn đề đốt lá cờ Mỹ và vì họ đã đốt ngoài giới hạn của cái giấy phép xin cho cái dịch vụ mà họ làm như vậy ở ngay tại công viên quốc gia đã cấp cho họ. Ngoài ra cái hai người mà họ bị bắt đó, một người thì vì cái tội đã tấn công một sĩ quan cảnh sát và đốt lá cờ Mỹ, rồi người khác thì về tội cản trở và chống cái việc mà họ đã bị bắt giữ. Thì nói đến cái vấn đề pháp lý, thưa với lại luật sư Duyên, khi mà những người dân này, chúng ta biết là chúng ta có thể bày tỏ cái cảm xúc hoặc là cái phản ứng, nhưng mà cái vấn đề Lê Ngọc, hầu như Lê Ngọc nghĩ là tất cả mọi người chúng ta cũng đều không chấp nhận được cái việc mà đốt lá cờ Mỹ, thưa luật sư Duyên. Nhất là cái vấn đề đốt lá cờ Mỹ đó, nó đã có một cái case đàng hoàng lên tới tối cao pháp viện và trở thành ra là một cái tài liệu giảng dạy cho học trò luật đó. Thì cái vấn đề đốt lá cờ Mỹ, nếu mà mình đốt lá cờ để mà mình nói lên một cái ý nghĩa mà phản đối về chính trị, nói lên về một cái, nghĩa là mình nói lên một cái quan điểm chính trị của mình đó, thì cái đó nó được bảo vệ bởi cái điều tu chính án thứ nhất. Nó gọi là cái freedom of speech mà. Thành ra trong cái case đó thì tòa tối cao nói rằng là đốt cờ hoàn toàn không có vi phạm luật gì hết, và cái việc đốt cờ để nói lên cái quan điểm chính trị của mình đó thì được bảo vệ bởi cái tu chính án thứ nhất. Cho nên cái bản tin mà Lệ Ngọc mới đọc hồi nãy đó thì nó cũng nói rõ cái điều đó đó. Bị bắt không phải vì cái lá cờ nó cháy, mà tại vì đốt ở ngoài giới hạn. Chẳng hạn như mình xin phép là mình sẽ đứng ở trong cái khuôn viên đó để mà mình bày tỏ cái ý kiến chính trị của mình. Nếu mà đốt cờ trên cái chỗ giấy phép ấy, cái mà được xin phép đó thì chắc không sao, vì bước ra ngoài cái giới hạn đó mà đốt lá cờ thì chúng ta bị bắt vì vi phạm cái giấy phép mà cho chúng ta gọi là bày tỏ cái tư tưởng chính trị của chúng ta. Còn cái việc mà tấn công cảnh sát hoặc là chống lại những cái lệnh bắt đó thì những cái luật về hình sự nó nói rất là rõ, nó không có mang tính cách chính trị. Thành ra thứ nhất, tự việc đốt cờ không có phải là một cái crime, nhưng mà những cái việc khác vi phạm luật hình sự thì bị bắt, chỉ có như vậy mà thôi. Còn cũng đi theo sau cái chuyện mà đốt lá cờ đó, sau khi mà tối cao pháp viện ra cái phán quyết đó nói rằng là đốt cờ để mà phát biểu một cái tư tưởng chính trị của mình á, thì cái đó nó gọi là freedom of speech và được bảo vệ bởi bản hiến pháp. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm nhục mạ lá cờ đó mà một cách gọi là vô tội vạ đó, thì cái đó là sẽ bị bắt vì cái tội là mình desecrate cái lá cờ, mình nhục mạ lá cờ. Chẳng hạn một người chẳng có cái điều gì hết, bỗng nhiên chạy ra rồi nghĩa là bỏ lá cờ xuống rồi chà đạp rồi
rồi gọi là làm dơ bẩn lá cờ một cách mà vô cớ đó, thì những cái trường hợp như vậy là có thể bị tội. Nếu mà chúng ta, thứ nhất, nếu mà ở cái tiểu bang nào mà xảy ra chuyện đó mà có luật đàng hoàng và đúng là cái người đó họ làm không phải là vì nói lên cái tư tưởng chính trị của mình, thì lúc đó có thể bị phạt. Nhưng mà cái chuyện đó thì nó cũng mờ lờ mờ và cũng khó mà buộc người ta cái tội mà không nói lên cái lý do chính trị lắm. Cho nên đốt cờ hoặc là cái lúc mà cái lễ chào cờ đó, có nhiều người không đứng dậy để chào mà quỳ xuống, gọi là giống như là chối bỏ cái biểu tượng của lá cờ, thì đó là cái quyền tự do chính trị của người ta. Mặc dù là chính bản thân tôi, chính cá nhân tôi đó, thì nếu mà được một cái chọn lựa đó, tôi luôn luôn tôn kính cái lá cờ, là tại vì cái lá cờ tự nó không phải là một cái biểu tượng chính trị. Lá cờ là Americans, và giống như là hồi nãy tôi nói đó, sống ở trên đất Mỹ và bây giờ we are Americans, tôi tôn trọng cái lá cờ Mỹ. Cho dù là tôi thấy nhiều cái là bất công với da màu, bất công với da đen, rồi nhiều cái chuyện tham nhũng này nọ xảy ra đi nữa, muốn chống đối thì cầm lá cờ, giương lá cờ lên và chống đối, chứ đừng có nên coi thường lá cờ. Cái đó là cái quan điểm của cá nhân tôi. Trở lại với đây không? Vâng, thưa với luật sư Duyên, để mà tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái tin tức mới nhất, thì thưa với luật sư Duyên, trước cái ngày lễ độc lập ngày July 4, thì trong ngày thứ tư, Tổng thống Donald Trump, ông có lên tiếng, ông cáo buộc là Âu Châu và cả Trung Quốc đang chơi một cái trò chơi, đó là trò chơi thao túng tiền tệ rất là lớn, tức là currency manipulation. Và Tổng thống nó cho rằng là nước Mỹ cũng nên đáp trả lại cái hành động từ Âu Châu, từ Trung Quốc. Và đang được cho rằng đây là một cái phát biểu của Tổng thống đã đi ngược lại chính sách của nước Mỹ, là không thao túng giá trị của đồng đô la Mỹ để có được lợi thế thương mại. Thì trong cái Twitter mà Tổng thống gửi ra, ông nói rằng là nếu nước Mỹ không có một hành động thì những nước này sẽ tiếp tục là vẫn làm như vậy, và nước Mỹ sẽ là một kẻ dại khờ đã từng ngồi im và lịch sự để xem những cái quốc gia khác tiếp tục chơi cái trò chơi của họ như là họ đã làm trong nhiều năm qua. Thì với cái bản tin này, luật sư Duyên có một cái nhận định như thế nào về cái lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump là chính nước Mỹ là cũng phải nên chơi cái nghĩ tới cái việc mà phá giá đồng đô la Mỹ, thưa luật sư Duyên? Cái lời kêu gọi nó tạo ra cái lấn cấn vậy lắm. Nó tương đương với câu là nếu mà thiên hạ lưu manh thì mình phải lưu manh, bởi vì nếu mình không lưu manh thì là chúng ta khờ dại. Cái lời kêu gọi đó có đúng hay không thì mình cũng trình bày để mà mời thính giả mời thính giả có một cái nhận định riêng của mình. Nếu chúng ta không lưu manh như họ thì chúng ta khờ dại. Đó là cái lối kêu gọi. Còn bây giờ mình trở lại cái tính kỹ thuật của cái vấn đề phá giá đồng tiền. Một cái món hàng chẳng hạn sản xuất ra, nếu mà tính theo tiền nhân dân tệ, thí dụ là 500 nhân dân tệ, nếu mình mà đồng năm mình, tôi nói một con số để cho chúng ta dễ hiểu, dễ nói chuyện thôi chứ không phải là con số chính xác. Tôi giả sử cái món hàng đó nó tương đương với là 50 đô la Mỹ. Còn nếu mà bây giờ mình hạ giá cái đồng nhân dân tệ đó thì khi đổi ra bán qua Mỹ đó chỉ còn có không phải là 50 đô la Mỹ nữa mà được có 45 đô la Mỹ thôi, thì cái món hàng nó bán qua Mỹ dễ hơn và đồng thời người ta dễ nhập cảng hơn và đồng thời dễ bán hơn. Nó làm cho cái hàng hóa của mình gọi là chạy, mà bán rẻ thì bán chạy. Cái kẹt của nó là như thế này, là khi mà chúng ta thao túng lũng đoạn cái đồng tiền, cái đồng tiền nó không phải là cái giá trị của nó như vậy, mà mình cố tình chính ngân hàng của Trung Quốc mà ra lệnh là ok, đồng chúng ta mua vào đồng đô la đó chúng ta sẽ mua cao hơn, mà chúng ta phải hạ cái đồng nhân dân tệ xuống đó. Nó đâm ra nó làm có một cái tức là nó thứ nhất, hàng thì mình bán được, nhưng mà cái niềm tin đó, từ cái lúc mà mình lên mình làm một những cái động tác gì đó để mà mình phá giá đó, thì khi chúng ta phá giá chúng ta làm mất cái niềm tin, có nghĩa là thế giới nhìn vào
nói rằng là cái đồng nhân dân tệ này đó, mình không tin vào cái giá trị của nó. Nó chìm hay nó nổi tùy theo cái lũng đoạn, cái thao túng của Trung Quốc. Mà chính vì không có niềm tin đó, cho nên không ai giữ tiền của nhân dân tệ hết. Nói như thế để quý thính giả hiểu là vì sao nói về cái hệ thống tiền tệ quốc tế đó, cái niềm tin nó rất là quan trọng. Cho tới giờ phút này, Trung Quốc từ lâu rồi, họ cũng luôn luôn họ muốn là cái đồng nhân dân tệ của họ có được một cái tầm cỡ như đồng đô la hoặc là đồng euro của Âu Châu. Nhưng mà không bao giờ được hết, đó là tại vì cái chính sách mà gọi là lưu manh làm càn của Trung Quốc đó, người ta không tin. Mà khi người ta đã không tin rồi, không ai mà dám là có đồng euro hay là đồng đô la mà mua đổi lấy đồng Trung Quốc để mà chứa trong nhà đó, người ta không có muốn như vậy. Ngay cả những cái tay tham nhũng sư tổ ở bên Trung Quốc cũng vậy nữa. Khi mà họ tham nhũng, họ vơ vét được 1 tỷ nhân dân tệ là tìm cách mua đô la hết trơn, chứ không có ai mà giữ nhân dân tệ hết á. Thành ra mình thấy là việc mà lũng đoạn tiền tệ phá giá nó đem một cái lợi trước mắt, nhưng mà cái hệ quả lâu dài đó là nó kinh hoàng hơn nhiều. Nó thấy cái lợi trước mắt mà quên cái hại lâu dài, cái đó là một cái nguy hiểm. Cái chúng ta phải nhớ luôn là cái này, cho tới giờ phút này đó thì cứ mỗi một 6 tháng, từ thật ra là đời tổng thống nào cũng vậy, cho tới đời tổng thống Trump lên thì cứ mỗi một 6 tháng là Bộ Thương mại của Mỹ có một cái báo cáo để xem là có cái dấu hiệu nào mà các nước ở Âu Châu hay là Trung Quốc hay là bất kỳ nước nào họ lũng đoạn cái tiền tệ của họ hay không. Thì cho tới giờ phút này không có một cái dấu hiệu nào. Bây giờ tổng thống lên đã có 5-6 lần báo cáo như vậy rồi, không có một cái lần nào nói là Trung Quốc hay là châu Âu lũng đoạn tiền tệ cả. Thì cái đó mình nói rõ. Thành ra Trung Quốc, yes, họ có tìm cách chơi ăn gian mà lưu manh mà để mà ủng hộ cái xuất cảng của họ, nhưng mà lũng đoạn tiền tệ chính họ cũng né này, chứ họ cũng không dám nữa. Thành ra còn nhất là nói Âu Châu là nói vô cùng tầm bậy, tại vì cái đồng euro bây giờ người ta tin cậy cái đồng euro ghê lắm. Còn trong lúc mà tổng thống nói rằng là tại sao mà tổng thống lại nghĩ là phá giá đồng đô la, chỉ vì có một cái chuyện thôi, là cũng trong cái ngày hôm qua thì Bộ Thương mại đưa ra nói rằng là cái thâm thủng thương mại của Mỹ trong cái quỹ này đó lên tới cao nhất là 55.5 tỷ Mỹ Kim. Thì cái thâm thủng này đó nó do nhiều lý do, mà ngay cả những cái lý do mà tariff cũng có nữa, là tại vì khi chúng ta đóng thuế vô đó thì Trung Quốc nhập cảng hàng của Mỹ ít hơn, là tại vì nó cao giá hơn. Trong khi Mỹ vì cái nhu cầu tiêu thụ của mình, Mỹ là cái nước giàu, dân cũng có tiền nữa mà. Thành ra Mỹ vẫn tiếp tục nhập cảng, yes, người dân tiếp tục trả cái tiền tariff đó, Trung Quốc đâu có trả. Thành ra cái thâm thụt ghê gớm nhất là từ hai nước, đó là từ Mexico và từ Trung Quốc. Mexico thì cái mức độ thâm thủng nó tăng lên tới 18%, còn đối với giữa Mỹ với Trung Quốc thì mức thâm thủng nó tăng lên 12.2%. Thành ra nói gì thì nói, chúng ta biết là cứ mỗi một lần mà chúng ta làm một cái quyết định kinh tế đó thì nó ảnh hưởng dây chuyền rất là lớn, chứ không phải là cứ muốn lũng đoạn tiền tệ thì cứ lũng đoạn. Nên nhớ là nước Mỹ, mình nói là thật thà là cha giả dối đó, chứ còn Mỹ không có khờ đâu. Khi mà Mỹ bỏ 15 tỷ sau Thế chiến thứ hai mà đầu tư theo cái kế hoạch Marshall ở Âu Châu đó, cái đó là giúp Âu Châu, nhưng mà vì Âu Châu có cái sức sản xuất mạnh mà đổ 15 tỷ cầm về chắc 20-30 tỷ nữa, nhưng mà cái uy tín của nước Mỹ lên như diều, bỏ tiền qua Nhật thì là cũng đem tiền về, và uy tín của Nhật, của Mỹ tăng lên nhiều. Quý thính giả có bao giờ mà nghe có một cái chương trình nào của Mỹ mà đổ vào những cái vùng mà thứ nhất là khoa học kém, kỹ thuật kém, sản xuất kém như là Phi Châu mà họ đổ tiền đâu? Khi đổ tiền ra đầu tư là luôn luôn người Mỹ nhìn cái chuyện là phải đem tiền về, phải đem lợi nhuận về. Và chính cái mà làm ăn rõ ràng chân chính như vậy đó, nước Mỹ mình mới được thế giới kính trọng. Và vì như thế mà đồng đô la đó
Nghĩa là cho tới giờ phút này nói gì thì nói, thế giới vẫn giữ đồng đô la và đồng euro, không có giữ đồng, để giữ đồng tiền của nhân dân tệ. Cho nên thiên hạ lưu manh mà ta không lưu manh đó, điều đó có phải là chúng ta khờ dại hay không? Đó là cái câu hỏi mà mình đặt ra để thính giả NVR cùng suy nghĩ, chia sẻ với anh em chúng ta. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, chắc chắn là quý vị thính giả đã có cái câu trả lời rồi, không phải người ta lưu manh thì mình cũng lưu manh. Nhưng mà thưa với luật sư Duyên, khi mà nói đến thì một quốc gia mà bị coi là có cái hành động thao túng tiền tệ mà chúng ta thường nói đến là lũng đoạn ngoại hối, khi mà tìm cách hạ giá trị đơn vị tiền tệ của đất nước mình để khiến cho hàng xuất cảng rẻ hơn, như là cái sự phân tích của luật sư Duyên, và hàng ngoại quốc thì nhập cảng đắt hơn. Một điều người ta nói đến thưa với luật sư Duyên, chính phủ của nước Mỹ từ nhiều thập niên đã hứa trong những cái bản thông cáo quốc tế rằng là nước Mỹ sẽ không can dự vào thị trường tiền tệ để mà ảnh hưởng tới lĩnh vực thương mại. Và cái hậu quả nếu mà đồng đô la giảm giá trị, mặc dù là giúp tăng số lượng hàng hóa Mỹ xuất cảng, nhưng cái rủi ro chắc chắn là sẽ phải có, là các nhà đầu tư ở nước ngoài hiện nay đang giúp cho tài trợ, mà cái số nợ hiện nay thưa quý vị họ đã nói lên tới trên 22.000 tỷ đô la của chính phủ liên bang của nước Mỹ. Thì những nhà tài trợ ngoại quốc này họ sẽ đem tiền của họ đi đầu tư nơi khác để tránh việc đồng đô la Mỹ mất giá, khiến cho những người đầu tư họ mất đi cái số tiền lời. Cân nhắc giữa nặng nhẹ và cái vấn đề mà có nên làm những cái chuyện mà luật sư vừa mới nhắc đến là lưu manh hay không, người khác lưu manh mình vẫn lưu manh theo, thì cái chuyện đó chắc chắn cái câu trả lời nó cũng rất là dễ, phải không thưa luật sư? Vậy cái một cái điều thứ nhất là rất là chính xác khi mà Lệ Ngọc nhắc tới cái số tiền đó, cái số tiền mà người ta giữ đó. Chẳng hạn như ngay bây giờ nè, là nước Mỹ mình nó gần như mình được một cái lợi là nhờ một tất cả thế giới tin vào cái đồng đô la đó, cho nên trong kho của Trung Quốc đó cũng có hàng ngàn tỷ tiền đô la trong đó đó. Mà như vậy có nghĩa là nước Mỹ mình vay nợ mà không có lời đó, tức là vay nợ mà mình không phải trả tiền lời đó. Mà cái số đó nó tất cả các nước trên thế giới đều giữ đồng đô la hết, thì chúng ta hiểu là cái lợi thế nó như thế nào. Còn trở lại cái câu mà thiên hạ lưu manh mà ta phải lưu manh đó, cái kỳ quặc và cái trân tráo nhất đó là cái lên tiếng mà yêu cầu chúng ta phải lưu manh đó, nó lại từ cửa miệng của ông tổng thống của chúng ta, cái người lãnh đạo nước Mỹ mà xúi nước Mỹ lưu manh đó. Thành ra nó cũng kỳ quặc, nhưng mà cái ít ra cái lời suối này nó cũng hợp lý, nó đúng với cái bản tính của cái người suối. Khi mà người suối nói rằng là thiên hạ lưu manh thì mình phải lưu manh đó, nó nói lên đúng cái bản tính của cái người suối. Còn cái lời suối hồi nãy đó là mấy đứa nhỏ phải đi lính đi đó, nó lại đi ngược cái bản tính của người suối, là tại vì người suối thì trốn lính đó. Thế là cái bất chừng của cái người suối này nó cũng lạ lắm. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, tiếp tục thì thưa với lại luật sư Duyên, một cái bản tin từ Bloomberg lại cho thấy là tòa phúc thẩm liên bang họ đang quyết định là Tổng thống Donald Trump ông không thể dùng cái ngân sách quốc phòng để xây cái bức tường biên giới. Tin này đã cho thấy là tòa phúc thẩm liên bang giữ nguyên cái phán quyết của tòa cấp dưới nghiêm cấm chính phủ xây bức tường biên giới phía Nam bằng những cái ngân khoản mà không được quốc hội phê chuẩn. Cái án lệnh này đã được hội đồng mà trong đó có 3 thẩm phán của tòa kháng án tại San Francisco vừa mới đưa ra trong ngày hôm thứ Tư, liên quan đến cái thỉnh nguyện từ chính phủ của Tổng thống Donald Trump yêu cầu cho phép bắt đầu thủ tục để mà có thể dùng 1 tỷ Mỹ Kim ngân sách của Bộ Quốc phòng để xây bức tường biên giới ở tiểu bang Arizona và New Mexico. Trong khi đó những cái cuộc chiến pháp lý thì vẫn còn đang tiếp tục. Và được biết là trong cái phán quyết mới này thì 2 thẩm phán đã kết luận là hành động của Tổng thống Trump vi phạm quyền hạn hiến pháp của Quốc hội trong việc sử dụng tiền thuế của người dân chúng ta. 2 thẩm phán này đã cho rằng là giữ nguyên quyết định ngưng xây tường không thay đổi tình trạng tại biên giới phía Nam
nơi mà những nguồn lực đang căng thẳng vì cái tình trạng di dân ở Trung Mỹ tìm cách vào nước Mỹ gia tăng. Còn vị thẩm phán thứ ba trong cái hội đồng phúc thẩm này thì ông nêu lên cái quan điểm của ông là phần lớn ở đây đang có bước đi chưa từng có và đầy những sự rủi ro, biến mọi câu hỏi về liệu một nhân viên hành pháp có vượt quá quyền hạn theo luật quy định thành vấn đề hiến pháp hay không. Thành thử thẩm phán này ghi cũng quyết định chống lại. Thì Lệ Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị, tòa phúc thẩm vừa mới nói đến là Tổng thống Donald Trump không thể dùng ngân sách quốc phòng để xây bức tường biên giới. Rồi đến là Bộ Tư pháp của Mỹ trong ngày thứ tư nữa, thưa quý vị, lại nêu lên một cái sự thay đổi bất ngờ trong lập trường của Bộ Tư pháp về sau khi mà Tổng thống Donald Trump đã tweet ra và đã nói về cái câu hỏi mà là nên hỏi về là người dân có quốc tịch Mỹ trong cái bản kiểm tra kiểm kê dân số năm 2020 hay không. Mặc dù chúng ta đã biết là chính phủ của Tổng thống Donald Trump, ông đã bị một cái phán quyết hồi tuần vừa mới qua đây của tối cao Pháp viện là tạm không cho cái việc câu hỏi này được đặt vào. Và như vậy thì với cái vấn đề pháp lý, qua cái lời Twitter của Tổng thống Donald Trump thì ông vẫn tiếp tục vẫn muốn có cái câu hỏi này được đặt vào cái bản kiểm tra dân số. Mặc dù là thưa với luật sư Duyên, đã có những cái tin tức đã cho rằng là sẽ không có câu hỏi về quốc tịch trong cái bản kiểm kê dân số năm 2020. Rồi về vấn đề pháp lý thì như thế nào khi mà chính Tổng thống Donald Trump ông lại tạo ra một cái sự rắc rối, một cái sự không rõ ràng trong cái vấn đề bản kiểm kê dân số năm 2020, thưa luật sư? Nhất khi mà ở nước Mỹ này đó, khi đã có lệnh tòa, không có một cái người nào, kể cả Tổng thống, dám đi ngược lại cái lệnh tòa. Cho nên khi mà tòa nói rằng là không có cái câu hỏi quốc tịch ở trong cái bản kiểm tra dân số đó, thì bên phía bên Bộ Tư pháp họ bắt đầu họ rút cái câu đó ra, họ chuẩn bị cho in. Thì Tổng thống đọc báo mà, Tổng thống giận quá, tweet lên nói rằng là không, cái đó là báo tin đồn, là tin đồn bậy đó, chứ còn tụi tôi vẫn tiếp tục như thế. Và cái câu tuyên bố của Tổng thống làm ngay bây giờ làm cho chính những cái người ở trong Bộ Tư pháp, chính những cái người làm việc với Tổng thống ở Tòa Bạch Ốc đó, họ hoang mang, họ không biết là Tổng thống nói cái điều gì đây. Thành ra khi mà Tòa Liên bang gọi cái ông luật sư của bên phía bên Tòa Bạch Ốc đó hỏi là các ông đang làm cái gì vậy, ông đó, ông chính ông luật sư cũng nói rằng là tôi cũng không hiểu hết được cái ý nghĩa của Tổng thống khi mà Tổng thống tweet như vậy. Và ông tòa, ông nói là bây giờ ông yêu cầu là phải trình bày khẩn cấp cho ông biết là những cái diễn tiến gì xảy ra trong cái vụ mà cái câu hỏi về quốc tịch ở trong cái bản kiểm tra dân số 2020 đó. Thì đây là một cái đối thoại mà nó ngắn mà nó cũng cười lắm, là ông luật sư của Tòa Bạch Ốc đó thì ông nói rằng là dạ như vậy thì là có thể tôi trình bày, tôi tường trình cho tòa vào thứ hai được không? Chúng ta biết là ngày hôm qua thứ năm là cái ngày lễ, và ngày thứ sáu là cái ngày hôm nay đó, tòa vẫn làm việc, tòa vẫn mở cửa mà. Thành ra ông này ông tính câu cho nó qua cái weekend, nó qua thứ hai, thành ra thứ hai chúng tôi trả lời được không? Ông tòa thẳng thừng nói no. Cái chữ no đó đầy ý nghĩa, có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta sẽ biết rõ là bên phía bên Tòa Bạch Ốc sẽ muốn làm gì với cái câu hỏi mà về quốc tịch ở trong cái bản kiểm tra dân số. Chỉ có một cái điều là ngay bây giờ khi mà Tổng thống đã tweet như vậy rồi đó, thì nghĩa là thuộc cấp phải làm sao làm theo cái lệnh của Tổng thống mà. Cho nên họ nghĩ ra cái này, chắc là Tổng thống nghĩ ra hay là họ nghĩ ra mình cũng không biết nữa. Nó là định dùng cái gọi là executive order, tức là cái sắc luật hành pháp đó, cũng nêu lên cái tình trạng emergency khẩn trương đó, để rồi dùng cái đó, điều đó. Cái kẹp, trong cái lấn cấn của lần này đó là, thí dụ bây giờ cái điều đó mà chưa có cái phán quyết của tòa, thì mình nói là mình ra cái executive order, thì còn phải chờ xem tòa phán xét như thế nào, coi cái executive order đó có giá trị hay không. Đằng này là đã có lệnh tòa rồi, cấm rồi, thành ra mình đưa cái executive order ra đó, nó hơi trật đường rầy. Nhưng mà
tổng thống cái tính là côn đồ ngang ngược thì tổng thống cũng sẽ tiếp tục côn đồ ngang ngược. Mình không biết là ngày hôm nay bên phía bên tòa Bạch Ốc sẽ trình tòa cái điều gì, nhưng mà cái bối cảnh nó sẽ là như thế này, là có thể là tổng thống nói là ok đưa ra cái executive order rồi cứ tiếp tục nghĩa là cho in, thì lúc đó bên phía bên tòa họ sẽ nói rằng là đây là contempt of court order, thì tòa lại giáng xuống một cái lệnh là cấm không có được in ra và vân vân, và đưa ra những cái chế tài. Cái cuộc đấu đá đó mình chưa biết, là tại vì cho tới giờ phút này chúng ta đang chứng kiến cái khủng hoảng về cái bản hiến pháp của mình, là khi chúng ta có một vị tổng thống mà coi cái hiến pháp như là trò đùa, muốn làm gì thì làm. Chúng ta chứng kiến quá nhiều cái đối kháng rồi, chúng ta xem để xem coi nó sẽ như thế nào. Nhưng mà trên nguyên tắc chỉ muốn chia sẻ cái khía cạnh về pháp lý để với quý thính giả của NVR, đó là nếu mà đã có lệnh tòa mà không tuân theo lệnh tòa đó thì là contempt of court order, có nghĩa là khinh mạn cái lệnh tòa, thì đó là một cái vi phạm về hình sự rất là nặng. Trở lại cái chuyện mà hồi nãy Lệ Ngọc nói rằng cái tiền xây bức tường thì cũng thế. Mình hiểu một chút xíu về cái cách mà cái hệ thống pháp lý của Mỹ, thì tòa thấp nhất là cái district court đó, thì họ sau khi họ ra cái quyết định rồi là cấm không có được sử dụng tiền của quốc phòng để mà xây tường đó, thì bên tòa Bạch Ốc sẽ đưa lên cái tòa thượng tố mà nãy Lê Ngọc dùng cái chữ là tòa phúc thẩm đó, cái danh từ đó thì Sở Dĩ Anh Duyên hơi tránh dùng là tại vì cái tiếng Việt Nam mình khi dịch ra đó nó cái nghĩa nó không có rõ. Rồi đã có những nơi xài cái chữ phúc thẩm đó là cho cái tòa thượng tố, rồi có những nơi lại xài cái chữ phúc thẩm là cho cái tòa thấp nhất. Thành ra anh Duyên để đỡ gọi là confused, đỡ gọi là lẫn lộn cho thính giả của NVR, mà anh Duyên xài cái chữ tòa thượng tố đó. Thì tòa thượng tố đó, chúng ta có bao nhiêu cái circuit đó, thì là đều giống nhau. Cứ mỗi một lần xử một cái case đó, thì họ đưa ra cái case ra cho một cái panel, một cái nhóm thẩm phán ba người.